mẫu này mình sẽ hướng dẫn các bạn đủ size luôn ha. Các bạn có thể ứng dụng làm cho người lớn hoặc là trẻ em đều được. Đây, kích cỡ mình gấp đôi lại là 23cm nha. Và đây 9cm. Đối với mẫu đan này mình sẽ chuẩn bị kim đan, thì ở đây các bạn sẽ dùng kim đan 2 đầu 5mm nha. Và len thì mình sẽ xài len là 2mm. Đây. Đã tách được 16 mũi rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành đan như sau. Đây. Trước khi đan các bạn sẽ vắt cái sợi dây lên trên cái bàn tay của các bạn như thế này này. Sau đó các bạn trượt một mũi sang bên phải không đan hàng đầu tiên ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đâm vào đây và đan cho mình một mũi K. Thì sợi dây này nó đang ở phía bên trên cái bàn tay, các bạn sẽ vòng xuống và đan cho mình một mũi K. Vậy là ở đây mình đã có dư một cái sợi len nó vắt qua này các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vắt len lên, trượt một mũi sang kim phải không đan, đâm ngang qua như thế này này ha, trượt sang kim phải không đan. Tiếp theo các bạn lại đâm xuống và đan cho mình một mũi K. Rồi làm tương tự, lại vắt len lên, trượt một mũi sang kim phải không đan, đâm xuống đan một mũi K. Rồi và các bạn sẽ làm như vậy cho đến hết. Cứ trượt một mũi không đan, sau đó lại đan một mũi K. Lưu ý trước khi trượt mũi thì các bạn phải vắt len lên thôi mới trượt mũi nha. Vắt len lên trượt mũi này. Đan một mũi K này. Vắt len lên, trượt mũi, đan một mũi K. Rồi, kết thúc hàng đầu tiên. Hàng thứ hai các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cũng đưa sợi len lên trên cái bàn tay của các bạn như thế này. Sau đó các bạn trượt một mũi sang kim phải không đan. Đây. Đâm ngang qua, trượt sang kim phải không đan. Sau đó các bạn sẽ đâm qua hai cái mũi mà nó vắt và dính vào với nhau như thế này này. Ha. Các bạn đâm qua hai luôn và đan thành một mũi K. Tiếp tục làm tương tự, vắt len lên, trượt một mũi sang kim phải không đan. Đâm vào hai cái mũi dính đang dính chùm này. Đan một mũi K. Vắt len lên, trượt một mũi không đan. Đan hai mũi K dính chùm. Hàng đầu tiên sẽ là hàng ở mặt phải nha các bạn. Còn hàng thứ hai thì là mặt trái. Hiện tại mình đang lên hàng thứ hai này, sẽ là mặt trái. Rồi mình đã đan đến mũi cuối cùng. Rồi kết thúc hàng thứ hai. Đến đây thì các bạn chỉ việc lặp lại hàng thứ hai cho mình cho đến khi các bạn đạt được độ dài là 20cm tính từ cái chỗ các bạn bắt đầu bắt mũi này, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh độ dài theo số đo vòng đầu ha. Đó, các bạn cứ lặp lại hàng thứ hai thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn có đủ độ dài cần thiết ha. Mới các bạn đan khoảng 5-6 hàng đầu á, nhìn nó chưa ra họa tiết á, nhìn nó còn xấu lắm. Các bạn nhiều khi các bạn nghĩ là sai nhưng mà không có sai đâu ha. Khi các bạn đan đến cái hàng thứ 7, thứ 8 á, là lúc đó nó sẽ hình thành cái họa tiết.
mấy hàng đầu này nè, các bạn nhìn nó lằn lằn như vậy, nghĩ là nó sai, nhưng mà không có sai đâu ha. Các bạn cứ đan đúng như là mình hướng dẫn như thế này thì nó sẽ không sai. Đan đến hàng cái 7 thứ 8 thì bắt đầu sẽ nhìn ra là họa tiết nó sẽ đúng. Đây, các bạn thấy không, nhìn nó xấu đúng không? Rồi các bạn tiếp tục đan đi ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn có được độ dài cần thiết nha. Như vậy là mình đã đan được độ dài cần thiết rồi này các bạn. Nếu như các bạn thay đổi kích thước thì tùy theo vòng đầu ha. Ở đây mình thay đổi còn 19 á. Các bạn có thể thay đổi tùy theo số đo vòng đầu như thế này, 19, 20, 21, 22 tùy theo ha. Rồi đến đây mình sẽ tiến hành tách đôi, chia đôi cái phần này ra, cái đầu này ra, và mình sẽ đan một nửa thôi. Thì ở đây mình có tổng cộng 16 mũi, vì vậy mình sẽ chia đôi và mình sẽ đan 8 mũi nha. Rồi các bạn sẽ trượt một mũi không đan này, đan một mũi K2TOG, tiếp tục trượt mũi không đan K2TOG, bắt lên nha các bạn, trượt mũi không đan K2TOG, trượt mũi không đan K2TOG. Rồi mình chia đôi số mũi ra và mình chỉ đan một nửa thôi. Các bạn đếm giúp mình, 1, 2, 3. Đây các bạn đếm những cái sợi như này này, thì các bạn sẽ có 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12 nha. Bên này 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vậy là mình đã chia đôi rồi nha. Đến đây thì các bạn sẽ lấy một cây kim đan khác, và các bạn chỉ tiến hành đan một nửa phần bên này thôi. Các bạn đan cho mình một nửa. Đó ha. Các bạn tiếp tục đan cho mình một nửa bên này cho đến khi các bạn đạt được độ dài là 8 cm, tính từ các cái đoạn mà các bạn bắt đầu chia đôi này ra. Dừng lại nha. Các bạn vẫn đan y chang như là hàng thứ hai thôi, chỉ có điều khác là bây giờ các bạn chỉ đan một nửa. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đan được độ dài là 8 cm, tính từ cái chỗ các bạn bắt đầu chia đôi ra để đan nha. Như vậy là mình đã đan được độ dài 8 cm cho cái đoạn này ha. Đây 8 cm. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành cắt len đi. Chừa lại một đoạn len ngắn để mình giấu mũi ha. Rồi sau đó các bạn, và hàng cuối cùng của các bạn sẽ kết thúc ở mặt trái nha các bạn. Tức là các bạn sẽ đan xong hàng mặt trái và các bạn để hai sợi dây này nó cùng hướng với nhau nè. Sợi dây bắt mũi và sợi dây các bạn đang đan nằm cùng hướng với nhau. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành lấy len lên ở mặt phải và mình đan cho một nửa bên này. Mình cũng lặp lại hàng thứ hai. Mình đan y chang như hàng thứ hai nhưng mà mình chỉ đan cho một nửa bên này thôi ha. Thôi mình tách đôi ra để đan. Cái sợi len này các bạn có thể lấy cái kim móc để các bạn ngoặc nó xuống. Thank you.
tiếp tục các bạn đan hết một nửa bên này có độ dài bằng với lại một nửa bên kia ha. Và hàng cuối cùng của các bạn cũng kết thúc ở mặt trái nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đan được độ dài của hai của bên này bằng với lại bên kia cũng là 8 cm, tính từ chỗ các bạn bắt đầu chia đôi ra để đan ha. Đó. Như vậy là mình đã đan xong cái bên này đã có độ dài bằng với lại cái bên này luôn ha, hai bên bây giờ đang có kích thước bằng nhau. Thì đến đây các bạn sẽ tiến hành làm như sau, các bạn sẽ tiến hành xoắn nó lại như thế này. Và các bạn xoắn xong thì các bạn sẽ đưa cái số mũi cái kim này sang. Đó, bây giờ các bạn sẽ tiến hành đan. Và đến đây thì các bạn sẽ tiến hành đan như là hàng thứ hai thôi. Các bạn cũng trượt mũi không đan này, sau đó đan mũi cái hai TOG chung với nhau đó. Rồi, để trượt mũi. Rồi các bạn tiếp tục ở bên này luôn ha, nối hai bên lại với nhau á. Bây giờ mình đang đan nối lại với nhau này các bạn. Vậy là mình đã nối xong. Đến đây thì các bạn sẽ tiếp tục đan cho mình một đoạn dài 20 cm, tính từ cái chỗ các bạn bắt đầu nối này đến điểm kết thúc ha. Các bạn sẽ đo từ đây đến điểm kết thúc một độ dài là 20 cm, và các bạn chỉ việc đan lặp lại hàng thứ hai thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn có được độ dài cần thiết ha. Độ dài không nhất thiết là 20, các bạn có thể điều chỉnh theo sở thích. Vậy là mình đã đan được độ dài là 20 cm, hoặc là độ dài mà các bạn điều chỉnh cho nó từ cái chỗ mà các bạn xoắn rồi các bạn đan gộp lại á, đến điểm kết thúc ha, hai bên này nó bằng nhau nha các bạn. Rồi thì đến đây các hàng cuối cùng của mình sẽ kết thúc ở mặt trái, tức là các bạn sẽ đan xong ở hàng mặt trái và hai mặt phải. Bây giờ mình tiếp tục mình đan ở mặt phải là hai sợi dây này, sợi dây bắt mũi và sợi dây mình đang đan nằm cùng hướng với nhau nha. Ở đến đây các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi K. Đầu tiên các bạn sẽ đan K1 này, sau đó đan một mũi K2 TOG. Tiếp tục K1, K2 TOG, K1, K2 TOG. Đó, cứ một mũi K xen kẽ với lại một mũi K2 TOG ha. Để mình trả lại số mũi về như ban đầu là 16 mũi. Rồi, vậy là mình đã đan hết và lúc này ở đây mình sẽ có 16 mũi nha. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành nối cái này lại để thành vòng tròn. Các bạn sẽ dùng một cây kim đan nhỏ như thế này. Ở đây là 2mm ha. Các bạn sẽ gậy mũi lên giúp mình. Các bạn sẽ gậy lên ở cái chỗ các bạn bắt mũi này nè. Các bạn sẽ gậy lên cho mình 16 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
mình đã có 16 mũi ở bên ở trên cây kim này ha. Thì bước tiếp theo mình sẽ tiến hành quay lại, quay mặt trái lại với nhau nha. Các bạn đan mặt ở mặt trái ha, quay ngược lại mặt trái này. Sau đó các bạn sẽ đan cùng lúc trên 3 cây kim. Đây, các bạn sẽ đan cho mình cùng lúc trên 3 cây kim như thế này. Cùng lúc trên 2 cây kim. Rồi sau đó đan thêm một mũi nữa. Sau đó các bạn sẽ lấy cái mũi thứ nhất này, bắt qua cái mũi thứ hai. Cái này mình tiến hành đan đồng thời chiếc kết thúc luôn á các bạn. Rồi, tiếp tục đan thêm một mũi nữa. Chỗ này sẽ hơi khó một chút, các bạn ráng đan nhé. Rồi sau đó các bạn lại bắt cái mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Rồi, tiếp tục vừa đan vừa chia kết thúc, gần giống như là mình ráp vai áo các bạn. Cứ đan được thêm một mũi thì lại trượt mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Các bạn tiếp tục làm như vậy cho đến hết nha, để mình ráp cái này lại với nhau thành vòng tròn á. Mình ráp đến mũi cuối cùng rồi này các bạn. Xong ha. Các bạn sẽ cắt len, khóa len lại. Sau đó giấu mũi thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành. Đến đó các bạn sẽ dùng kim khâu len để giấu đi những sợi chỉ thừa nha. Sợi chỉ thừa ở đây các bạn dùng kim khâu len các bạn giấu đi.